Hello anh em, mình là Đảm Cần Năm Đá là gì. Hôm nay mình sẽ review một phiên bản của sữa Ovaltine ha. Thì bạn thấy ở đây là có rất là nhiều hộp sữa Ovaltine luôn. Uống cái này phê tới già luôn các bạn ạ. Thì Ovaltine nó ra cái phiên bản mới này cũng được 1 tháng rồi, nhưng mà hiện tại mới review. Do bận quá anh em à, thì cử đồ không có thời gian review á. Nên là ok, lần này mình sẽ review ha. Rồi thì đây chính là lốc Ovaltine Power 10. Wow, lốc sữa này nhìn khác các bạn. Cái kiểu hình đó. Rồi đây, nhân vật chính nha các bạn. Để xem là bên trong này nó có như là có hai thẻ đúng không ta? Mỗi lốc hai thẻ. Ok. Mở này qua trước, mình sẽ review này trước nha. Ok. Mở hộp sữa nè, mở lốc sữa nè. Lấy thẻ ra các bạn. Đây là cái gói thẻ. Vậy là một lốc nó có hai thẻ bạn ạ. Rồi mở ra. Đây. Thẻ cũng được chứ bộ bạn. Cho mình thấy nó cũng đẹp mà. Ok. Rồi. Đó. Đằng sau đây nó có cái hướng dẫn cách dùng thẻ và hướng dẫn cách chơi ha. Rồi, ok. Đây, thẻ nhân vật và một thẻ phép ha. Kurenai Sarutobi và thẻ Ninjutsu. Đây, cách Kurenai Sarutobi là thành viên của tộc Sarutobi làng lát của thủ lĩnh cấp Jonin của đội 8. Cách dùng thẻ Ninjutsu giúp ninja tăng cơ hội chiến thắng khi sử dụng những thuật. Mỗi thẻ Ninjutsu được sử dụng một lần nhất một lượt chơi và được dùng tối đa ba thẻ Ninjutsu. Thẻ này kết hợp với thẻ Ninjutsu để thực hiện thuật của MP. Ok, đây thẻ này các bạn ạ. Các bạn có thể mua một lốc này với giá 24.000 nha, hơi chát tí. Rồi đó, đây là thẻ Ovaltine. Bây giờ qua thẻ lốc thứ hai ha. Đây là lốc có nhân vật chính các bạn. Ok, rồi móc ra đó. Mình đây. Sao mình không mở thôi kệ đi. Ok, mở ra nha các bạn. Đây mở ra đó. Rồi piu, một thẻ của hai thẻ nhân vật á. Ui ngon phết nha. Ok, đỉnh. Naruto Uzumaki và ra Naruto Uzumaki Senin. Rồi cứ tưởng đâu là hôm nay là gì ta, bơm xịt luôn chứ. Ok đó, tiên nhân thuật là sự kết hợp giữa trạng thái hiền nhân và vĩ thú của Naruto nhằm nâng cao sức mạnh hơn, đẩy cao tốc độ sức bền nhân thuật và thể thuật. Ok, cái này thì mình coi phim rồi các bạn, nên là mình cũng biết nha bạn, nên mình không cần phải đọc này đâu, nhưng mà mình đọc để cho những bạn nào muốn nghe thì bạn nghe đó. Ui thấy đẹp không mấy bạn đó, đẹp rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ để đâu đó mình cất ha. Wow, lần này mình thấy thẻ Naruto lần này nó đẹp hơn mấy lần trước nữa, đẹp hơn lần bên Tuni các bạn ạ. Thì hôm nay mình chỉ review đến đây thôi. Mình tính là nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp ha. Còn không á thì ok, mình tự uống mình thôi. Đây, tổng kết lại thì đây là những thẻ mà mình có được trong ngày hôm nay ha. Ok, khá là tốt. Rồi, đây 4 thẻ. Thẻ nó phải to vậy chơi mới phê đúng không bạn? Đó chứ thẻ nhỏ quá chơi không phê. Rồi. Naruto Uzumaki, Naruto hay gì đó. Hiền nhân, rồi và Naruto, Kurenai. Và cuối cùng là thẻ Ninjutsu. Đó, 4 thẻ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Các bạn thay nhớ like, subscribe nhé. Giờ thì, bye bye.